Duy xin chào tất cả các bạn. Rất là vui khi gặp lại các bạn trên kênh của mình ha. Bây giờ đang là mùa hè đó các bạn. Bây giờ là đầu tháng 7 rồi. Hôm nay là đầu tháng 7. Thì nếu mà không còn bao nhiêu thời gian nữa thì chúng ta bắt đầu tụ trường nữa ha, bắt đầu giao năm học mới. Nhưng mà trong cái mùa dịch này thì bây giờ mình không biết làm sao hết các bạn. Nhưng mà cũng cái việc chuẩn bị cho mình một cái bộ áo dài để mà cho những nữ sinh mà lớp 9 bắt đầu lên lớp 10 đó các bạn thì cũng rất là quan trọng. Nhiều em thì cứ thấp thỏm lo âu không biết là mà mình lên lớp lên cấp 3 rồi thì mình mặc áo dài nó sẽ ra làm sao, và mình sẽ lựa những cái kiểu áo dài nào, cái loại dài nào, hoặc là những mình may thế nào để mình mặc cho nó vừa dễ thương mà vừa thoải mái mà vừa xinh đẹp khi mà bắt đầu tới cái tuổi là chuẩn bị làm người lớn rồi các bạn nha. Vậy là hôm nay Chi sẽ chia sẻ với các bạn nha. Để chuẩn bị vào cấp 3 thì các bạn phải lựa chọn cho mình những bộ áo dài trắng như thế nào. Trước hết đó thì đầu tiên thì các bạn phải lựa chọn cái chất liệu vải nè. Trong cái thị trường vải mà để mà may áo dài á thì có rất là nhiều loại vải, nhưng mà mình thấy là cái loại vải trơn, cái loại vải mà nó có cái độ co giãn nhẹ mà trơn, cái chất liệu lụa là thích hợp nhất nha các bạn. Với cái màu trắng thì nó có hai màu, một màu trắng trong và một màu trắng trong xanh đó các bạn, và một màu trắng sữa, trắng đục ha. Thì nó đi theo từng cái tông màu, từ trắng xanh đó thì cũng có những em lựa chọn màu trắng xanh, nhưng mà theo Chi thì cái màu trắng sữa, cái màu trắng đục đó là ok nhất nha các bạn, rất là đẹp. Các bạn thấy phía sau mình có treo mấy cái áo dài trắng không? Có cái mình gắm nè, mình lụa nè, có nhiều loại, nhưng mà có cái áo màu trắng đục đó rất là dễ thương, các bạn thấy không? Cho nên các bạn nên lựa những cái bộ áo dài thì trơn, mình trơn là rất là đẹp hết các bạn ha. Chứ mình nó đừng có qua văn nhiều. Còn nếu mà có những bạn lựa cái loại vải mà gắm thì nó cũng có qua văn chút đỉnh, các bạn thấy đó ha, chỉ có treo lên đó thì nó cũng rất là ok. Nhưng mà có một điều là các bạn không nên làm, đó là không nên chọn, đó là cái loại vải bóng nha các bạn. Cái loại vải phi bóng hoặc là cái mình vải bóng thì khi mà các bạn mặc lên thì Chi cho nó là không có đẹp. Theo như Chi nghĩ là nó sẽ không đẹp ha. Tại vì thứ nhất là cái mình bóng nè nó không có mát, thứ nhất. Thứ hai là mặc lên nó nhìn thấy cái người mình sẽ mập ra, nó lớn lớn bóng bóng cho nên nó mập ra, cho nên các bạn đừng có lựa cái loại vải phi bóng ha. Rồi thứ ba là nếu mà các bạn đi mua vải thì cái người bán vải sẽ hỏi các bạn là các bạn muốn mua nguyên bộ hay là mua nguyên bộ vải là khác loại vải. Ví dụ như cái người bán hàng người ta sẽ hỏi là muốn mua đồng bộ hay là mua cái quần phi bóng với lại một cái áo rời. Theo Chi nghĩ thì cái quần phi bóng với cái áo rời thì nó cũng rất là đẹp. Nếu các bạn lựa cho nó chung một tông màu ha, ví dụ như màu trắng, trắng sáng, trắng xanh á, thì các bạn cũng lựa cho mình một cái quần màu trắng xanh ha, nó đi chung bộ với nhau nó sẽ rất là đẹp. Còn nếu mà các bạn lựa cái quần màu trắng đục mà cái áo màu trắng trắng xanh, trắng sáng thì không nha các bạn, mặc vô nó không có đẹp gì cả. Rồi ok nhất là vẫn là nguyên bộ trùng màu ha, trùng màu cái mình dễ trơn nè mà trùng màu là mặc rất là đẹp. Rồi thứ hai, thứ ba nữa, hồi nãy là chọn vải nè, rồi
lựa giải trơn hoặc là giải không trơn hoặc là giải phi bóng ha. Và bây giờ là thứ ba là khi mà các bạn tới tiệm may thì mình là người thợ may nè, mình hay hỏi các bạn là các bạn muốn may áo thế nào, áo cổ gì, và áo ôm hay áo là không ôm. như mình á, thì bao nhiêu năm nay với cái kinh nghiệm của mình đã từng may đồ cho học sinh á, thì khi mà các bạn mặc dù là mới lớp 9 lên lớp 10 thôi, cái cơ thể của các bạn chưa phát triển đầy đặn như cái người thiếu nữ là đã trưởng thành ha, nhưng mà các bạn nếu các bạn may cái áo mà may trường hao chút xíu đi, hoặc là các phụ huynh của bạn đi theo các bạn ha, nói thôi may rộng rộng cho nó trường hao đi, thì không nha các bạn, cái áo dài mà mình mặc rộng á thì nó sẽ không có đẹp. Giống như là cái form áo dài á, thì nó phải vừa dặn theo người mình. Nếu mà mình đi học mà mình mặc ôm quá thì cũng không được ha. Nhưng mà tuyệt đối các bạn đừng có may may rộng á, thì mình mặc mình thấy kỳ lắm, nó không có đẹp. Mình mặc dù mình chưa có lớn bằng cái người thiếu nữ trưởng thành, nhưng mà cái đường cong nó lúc đó nó cũng phát triển rồi nha các bạn ha. Cho nên các bạn phải may vừa dặn thôi, không có may rộng ha, nhất định là không may rộng. Rồi thứ nữa thì tới cái bao áo này nè các bạn, cái cổ đứng nè, tại vì khi mà lên cấp 3 các bạn mặc thì lúc nào cái áo các bạn cũng phải có cái bao đứng ha. Thì có hai cái lựa chọn để cho các bạn lựa, là thí dụ như cái cổ cao hoặc là cái cổ nó thấp chút. Thì các bạn không có lựa cái cổ cao ha, cái cổ cao nó không có nhìn dễ thương, mà nó lại chổi cái cổ mình, khi mà mình ngồi trong lớp mình học mình liên quan liên lợi nó đụng cái cổ là rất là khó chịu. Rồi thứ nữa là cái cổ là ở vùng trước nó có hở chút xíu ở đây, hoặc là nó khít lại, thì cái đó thì hoặc là hở cũng đẹp mà hoặc là khít lại cũng đẹp các bạn, nhưng mà các bạn phải lựa là cái bầu thấp chút xíu ha. Cái bầu thắt mà may cho thoải mái chút xíu thì các bạn mặc sẽ rất là ok. Còn chuyện nữa là người thợ hỏi bạn là bạn muốn may bằng dây kéo khóa sau lưng hay là đơm nút, thì lúc nào các bạn cũng phải chọn là dây kéo nha các bạn ha. Có những người dẫn con đi may đồ thì hay nói là thôi may đơm nút cho nó đi, cho nó đẹp, hay là theo xưa gì đó mình cũng không hiểu ha. Nhưng mà các bạn nhớ là không có may đơm nút ha, tại vì may đơm nút thì không phải là xấu, nhưng mà khi mà các bạn lỡ mà dướng một cái xíu gì đó thì nó sẽ xúc nguyên một cái hàng nút ra, thì chuyện gì nó sẽ ra thì các bạn biết rồi đó ha. Cho nên tại vì mấy đứa đi học thì cũng hay giỡn qua lại với bạn bè rồi, cho nên lựa chọn đầu tiên á là cũng là phải là dây kéo nha các bạn ha, không nên may áo đơm nút. Rồi cái đó là nãy giờ chúng ta lựa nói tới cái áo ha. Rồi với cái quần mặc với áo dài nó cũng rất là quan trọng nha các bạn ha. Khi chúng ta may một bộ áo dài thì các bạn may cái quần thì theo như mình á thì mình sẽ may một cái ống quần tương đối là gọn thôi. Ví dụ như bây giờ ống 20 trở lên, chứ các bạn đừng may nhỏ nữa nó cũng không đẹp ha. Ví dụ 16 đồ là nó sẽ không đẹp cái bộ áo dài, cho nên các bạn phải lựa ống khoảng chừng 20 trở lên. 20 hoặc là những em ốm nhỏ con thì chúng ta may 18 trở lên, chứ nhất định là không may dưới cái đó nha các bạn. Còn may rộng quá thì cũng không là đẹp, nó vướng díu lắm. Các bạn đi lên cầu thang hoặc là các bạn đi tới đi lui thì nó sẽ vướng. Thì chi nghĩ khoảng cái ống khoảng chừng 18-20 cho tới 25 là ok nhất nha các bạn. Còn cái tầm chiều dài của cái áo thì các bạn may khoảng ngang cái bàn chân của mình trở lên chút xíu, trên cái mắt cá khoảng chừng 5 phân là rất là dài, là vừa ha. Còn cái quần thì chúng ta may vừa chấm cái bàn chân nha các bạn ha, thì rất là đẹp.
Còn các bạn lựa cái loại giày nào để mang dưới để mang mà mặc bộ áo dài thì Chi khuyên các bạn là chúng ta nên lựa cái loại giày giày bích rất là đẹp. Có thể là có gót chút xíu vậy nè các bạn, hoặc là loại búp bê cũng rất là dễ thương, cũng búp bê nó hơi có gót tí vậy nè ha, cũng rất là đẹp. Rồi hoặc là giày dây. Còn nếu mà có bây giờ thì xu hướng các bạn hay mang cái loại giày giống như là giày thể thao vậy các bạn, cũng rất là đẹp. Cái loại giày mà cột dây đó, Chi không biết là giày gì, cũng rất là đẹp, nhưng mà sẽ theo Chi nghĩ là sẽ không đẹp, nhưng mà bây giờ sẽ nhiều em chọn cái loại giày đó lắm. Còn một cái rất là đặc biệt nữa đó là đồ phụ kiện, đồ phụ liệu để mình mặc ở phía trong cái áo các bạn. Thì khi mà các em may áo dài thì các em cũng nên lựa cho mình một cái bộ đồ lót phía trong cho nó rất là phù hợp với cái bộ đồ phía ngoài ha. Ví dụ như người học sinh đi học á, thì các bạn phải mặc ba lớp áo nè. Một cái là một lớp áo ngực nha, một cái nữa là áo lót á, rồi một cái là mấy áo dài phía ngoài. Các bạn nên lựa cái màu áo phía trong cho nó tiệm với cái màu vải phía ngoài của cái áo dài mình đó các bạn. Nhất định là các bạn không bao giờ mặc cái áo phía trong là cái màu khác ha. Ví dụ như mình mặc áo dài trắng mà phía trong mình lựa cái áo ngực màu đen thì thôi, nó không có hợp với cái lứa tuổi của mình là một. Thứ hai là nhìn nó không có giống bạn bè thì nó không bao giờ đẹp được ha các bạn ha. Còn vấn đề mà hiện tại bây giờ thì có nhiều bạn lựa chọn cho mình thêm một cái quần đen. Mà theo Chi nghĩ là cái quần đen mặc với áo dài trắng nó cũng rất là dễ thương. Những năm trước thì các bạn ít có mặc, nhưng mà thời gian sau này thì các bạn lựa cho mình thêm một cái quần đen. Một cái quần đen đó là để cho những ngày mưa nè các bạn. Các bạn đừng nghĩ là mấy ngày mình có cái kia mình mới mặc ha. Mình phải mặc quần đen trong những ngày mưa nè, rồi hoặc là những ngày mình kẹt với các bạn ha, thì nó cũng rất là tiện lợi. Mặc dù có nhiều bạn nói là bữa nào mặc quần đen nó sợ mấy người nam sinh nói là mình bị này bị kia, nhưng mà thực sự không phải nha các bạn. Những ngày mưa hoặc là các bạn đi bằng xe đạp á thì nó cũng rất là tiện để mình mặc cái quần đen ha. Rồi cái đó là cái vấn đề cái quần ha. Còn cái vấn đề quan trọng nữa Chi muốn chia sẻ với các bạn luôn, đó là khi mà các bạn mặc cái áo dài vô á thì cái tà nó dài, nó bay phất phới, mình chạy xe rất là đẹp. Nhất là những cái bạn nữ mà đi học mà đạp xe đạp hoặc là chạy xe máy 50 đó ha, mà cái tà áo dài nó bay á, buổi chiều mà nó bay trong gió rất là đẹp. Nhưng mà các bạn cũng phải nghĩ là nó rất là nguy hiểm nha các bạn. Mình cầm cái vạt áo dài mình mán vô cái lưng quần ha, hoặc là mình kê lên ngay chỗ mình ngồi trên chiếc xe á, mình ngồi lên một tà phía sau, còn cái tà phía trước á thì chúng ta dắt lên cái lưng quần ha các bạn ha. Tại vì Chi đã từng chứng kiến và những cái bộ áo dài của mấy em mà nó bị cuốn vô cái sơn xe đó các bạn, rất là nguy hiểm luôn. Một là chúng ta sẽ bị té nè, hai á là bị tét áo giữa đường, mà Chi đã từng là chứng kiến là không biết bao nhiêu bạn đã xách cái áo mà bị tét ngang giữa đường, nó bị cuốn vô xe rồi mới đi xước cái tà ra luôn, xách vô để sửa. Cho nên nhất định là các bạn phải chú ý tới cái vụ mà cái tà áo mà mình đi xe máy hoặc là xe đạp thì cũng vậy hết trơn các bạn ha, rất là nguy hiểm luôn. Còn thứ tư nữa, thêm một chuyện nữa là các bạn nhớ là mình đi học thì mình không nên mặc những cái bộ áo dài quá cách điệu ha các bạn ha. Ví dụ như bây giờ mình cái cổ thì người ta có bâu này, rồi các bạn viền nó lên cái màu khác, hoặc là các bạn may quá ngắn qua đầu gối chút xíu để cách điệu, hoặc là những cái tay mà dúng díu đồ các bạn ha, là không nha các bạn ha, nó không bao giờ đẹp đâu. Nó đẹp, nó không phải là nó xấu, nhưng mà nó không có thích hợp với cái lứa tuổi chúng ta. Cái lứa tuổi chúng mình á, chúng ta đi học trong trường á thì phải toát lên cái vẻ thùy mị này, dễ thương nè. Tại vì mình còn trẻ mà mình mặc mấy cái áo mà tay dúng ở đây ha, hoặc là
cổ không có câu rồi viền tùm lum tùm la hoặc là nơ đồ nhiều quá thì các bạn sẽ mất đi cái vẻ thanh lịch của nữ sinh ha. Tại vì người phụ nữ Việt Nam á thì rất là tự hào khi mình mặc lên cái bộ áo dài. Theo như Chi nghĩ thì khi mà mình lớn lên, mình là phụ nữ mình lớn lên, mình mặc cái áo dài rất là đẹp. Các bạn tự tin mặc cái áo dài rất là đẹp. Ví dụ như mình cái thân người mình hơi mập hoặc là hơi quá ốm thì các bạn nghĩ là mình mặc sẽ không đẹp, nhưng mà không đâu nha các bạn. Khi mà mặc áo dài vô, cái người của bạn rất là thon thả, nó làm cho chúng ta không còn mập quá như mà khi chúng ta mặc những cái áo sơ mi hoặc là những cái áo thun bự ha các bạn, rất là dễ thương. Cho nên ha, chị thấy là một cái người phụ nữ khi mà lên, một em học sinh khi mà lớp 9 lên lớp 10 bắt đầu vô cấp 3 đó, mặc những bộ áo dài không có em nào xấu chứ, lúc nào mấy em lúc nào cũng đẹp cả ha. Nhìn cái bộ áo dài nó vừa giản dị nè, nhưng mà rất là duyên dáng luôn. Bao nhiêu bài thơ đã viết về cái tà áo dài rồi đó các bạn ha. Cho nên hả, hôm nay chị sẽ làm cái video này chia sẻ với các bạn là các bạn từ đầu tới cuối rồi đó, không có còn thiếu cái gì nào nữa. Các bạn cứ tự tin mà mặc áo dài ha, rồi tự tin để sắm cho mình những cái bộ áo dài thiệt là dễ thương để mà chuẩn bị cho cái niên học mới này nha các bạn ha. Gần tới rồi, mặc dù ở trong mùa dịch nhưng mà các bạn cũng chuẩn bị để mà khi nào mà chúng ta an toàn trong mùa dịch này thì chúng ta sẽ tụ trường ha các bạn. Bây giờ chị sẽ tạm dừng cái video của mình ở đây ha. Chúc cho các bạn lựa cho mình được những cái bộ áo dài trắng thiệt là đẹp nha các bạn. Tạm biệt ha, hẹn gặp lại các bạn ở video sau. Tạm biệt. Nếu các bạn thấy thích thì nhớ đăng ký kênh ủng hộ mình nha, cho mình một lượt, một like và chia sẻ để nhiều người cùng biết nha các bạn ha. Tạm biệt các bạn.